Cúng ông công ông táo, phong tục tín ngưỡng đẹp của người Việt. Không ai biết chính xác tục cúng ông công ông táo có từ bao giờ, chỉ biết rằng nó tồn tại từ rất lâu, được lưu truyền từ xa xưa đến tận ngày nay, đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Lễ cúng ông công ông táo là một trong những nét đẹp văn hóa ngày Tết của người Việt. Cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm, người Việt lại chuẩn bị mua sắm lễ vật, chuẩn bị cúng ông công ông táo và phóng sinh cá chép để tiễn ông công ông táo về trời. Không ai biết chính xác tục cúng ông công ông táo có từ bao giờ, chỉ biết rằng nó tồn tại từ rất lâu, được lưu truyền từ xa xưa cho đến tận ngày nay, đi vào tiềm thức của người dân Việt nhiều thế hệ và trở thành một nét đẹp trong văn hóa ngày Tết. Cúng ông công ông táo là một phong tục có từ rất lâu đời ở Việt Nam. Theo truyền thuyết kể lại, ông công là vị thần cai quản đất đai trong nhà, còn ông táo là ba vị đầu râu trong coi việc bếp núc. Ông công ông táo được ông trời phái xuống trần gian theo dõi và ghi chép những việc làm thiện ác của con người. Và hàng năm cứ vào ngày 23 tháng Chạp, các vị thần này lại cưỡi cá chép lên thiên đình, báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong suốt một năm qua để thiên đình định đoạt công tội. Do đó, trong quan niệm của người Việt, ông công và ba vị thần táo hay vua bếp là những vị thần định đoạt các hung, phước đức cho gia đình. Tất nhiên, phước đức này đến từ việc làm đúng đạo lý của gia chủ và những người trong nhà. Với mong muốn cho gia đình mình được nhiều may mắn, nên hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người ta lại làm lễ tiễn ông công ông táo lên trời. Đồ lễ để cúng ông công ông táo thường có một bộ mã ông công và ba bộ mã ông táo. Ngoài ra còn có hương hoa, oản quả, cầu trầu, cùng một mâm cỗ được chuẩn bị cẩn thận, đầy đủ với xôi gà, giò nem, canh măng miến. Tuy nhiên thực tế tùy theo khả năng của từng gia đình, các gia đình có thể cúng mâm cỗ chay. Lễ cúng ông táo thường được tiến hành trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp âm lịch, bởi dân gian quan niệm sau 12 giờ trưa là ông táo lên chầu trời nên sẽ không nhận được đồ cúng. Theo truyền thuyết, cá chép là phương tiện duy nhất có thể đưa táo quân về trời, bởi thế vào ngày này các gia đình đều cúng cá chép. Một số gia đình có thể mua cá chép giấy, tuy nhiên phần lớn các gia đình thường mua ba con cá chép thả vào chậu nước đặt cạnh mâm cỗ. Sau khi làm lễ xong đem ra sông thả, ngụ ý cá sẽ hóa rồng, vượt vũ môn làm phương tiện cho táo quân cưỡi về trời. Ngoài ra trong tâm thức người Việt, cá vượt vũ môn hay cá chép hóa rồng còn mang ý nghĩa của sự thăng hoa, biểu tượng của tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền chí, chinh phục tri thức để đi tới thành công, biểu trưng cho nhân cách thanh cao tiềm ẩn hoặc hướng đến một kết quả tốt đẹp. Theo truyền thống của người Việt, vào ngày cúng ông công ông táo lên thiên đình để báo cáo mọi việc trong nhà chủ với Ngọc Hoàng, mọi người thường dọn dẹp nhà, bếp sạch sẽ, làm một mâm cơm để tiễn ông công ông táo về trời. Tín ngưỡng ngày giàu ý nghĩa nhân văn, hướng con người tích cực làm việc tốt, sống lương thiện.